Xin chào quý vị và các bạn. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ do ít chịu tác động của khối không khí lạnh nên thời tiết không biến động nhiều. Mưa rào và rông chỉ xuất hiện cục bộ. Trong ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất giao động từ 22 đến 25 độ, khu Tây Bắc từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vào ngày mai, không khí lạnh từ phía Bắc hoạt động trở lại, khiến trời chuyển nhiều mây hơn, xuất hiện mưa và mưa rào rải rác. Trong đó, khu vực vùng núi cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra rông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cũng sẽ giảm trở lại, về đêm và sáng trong khoảng từ 18 cho tới 21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Do trời nhiều mây nên thời điểm trưa chiều, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào sáng sớm ngày mai có mưa vài nơi và sương mù rải rác vào đêm và sáng sớm. Sau đó khoảng gần trưa ngày 14 đến ngày 15, do tác động của không khí lạnh nên khả năng cũng có mưa và mưa rào kèm rông, tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận thời tiết ít biến động, vẫn duy trì tiết trời ít mưa, ngày nắng nhiều và nhiệt độ vào thời điểm giữa trưa trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Thời kỳ mùa khô vẫn đang hiện hữu tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo là ít mưa và ngày có nắng nhiều. Trong 3 ngày tới, tại đây trời xe lạnh vào đêm và sáng sớm, ngày nắng và nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 30 đến 33 độ. Riêng một vài nơi, nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Tại khu vực Nam Bộ, cường độ nắng mạnh hơn. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ trời nắng nóng với nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ. Trưa chiều độ ẩm giảm thấp trong khoảng từ 45 đến 55%, cảm giác nóng và khô rát. Thưa quý vị, từ lâu, đèo Hải Vân vẫn được coi là thiên hạ đệ nhất hùng quan bởi cảnh đẹp nơi đây. Nằm cách thành phố Đà Nẵng 20 km và cách thành phố Huế 80 km. Đèo nằm trên nhánh núi đâm ra biển của dãy Bạch Mã, đèo cao 500 m so với mực nước biển và dài khoảng 20 km. Tên gọi Hải Vân được mọi người đặt vì nơi đây có cảnh đẹp hút hồn, quanh nằm mây trắng phủ vây ở đỉnh đèo, còn dưới chân đèo là cảnh biển mênh mông kéo dài tới tận chân trời. Trước cung đường đầy mạo hiểm này, với bên kia là núi non hùng vĩ, dưới là biển xanh mát lạnh, tạo thành bức tranh thiên nhiên tráng lệ. Cung đường khi uốn lượn theo núi, khi lại rẽ một khúc cua hết sức bất ngờ, tất cả như hút hồn những con tim ham mê cái mới, là một cung đường khó bỏ qua cho những du khách thích khám phá. Được cho là cung đường hiểm trở nhất Việt Nam, đến đây bạn sẽ có những cảm giác không ở đâu có được. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại!